그러면 오늘 수업이 시작했습니다. 자, 오늘 수업 주제는 사과에 대해서 같이 이야기해 보세요. 사과 뭔지 알아요? 사과? 아, 맞아요. 뭐, 근데 과일 아니고, 이건 미안하다고 생각하는 거, 미안해. 아, 그런 것 비슷해요. 그러면은 사과는 언제 필요해요? 언제 사과해야 돼요? Since you have 했는데 아, 사과 실수 잘못했을 때, 다른 사람에게 사과해야 돼요. 맞지? 사과해야 되는데, 근데 사과를 통해서 우리가 어떤 것은 인정해요? 사과를 통해, 보통 자신이 잘못, 잠깐만. 잘못할 때, 본인이 잘못한데, 다른 사람에게 사과해야 돼요. 맞지? 해야 돼요. 해야 돼요. 그리고, 근데 왜 사과해야 돼요? 왜? 사과해야 돼요? 잘못한데, 다른 사람에게 사과해야 돼요. 근데 왜 사과해야 돼요? 이해해. 용서. 용서. 그러니까, 위에 있잖아. 그러면 상대방에게, 본인 잘못을 인정하고 용서를 구해야 돼요. 맞지? Tức là mình sẽ phải thừa nhận cái lỗi đấy với gì? Với đối phương. 상대방에게 잘못을 인정하고, tức là mình thừa nhận cái lỗi đấy với đối phương này. Và gì? 용서를 구하다. 용서 là gì? 용서 là gì? Tha thứ. Xin tự xin xin sự tha thứ, đúng không? Vậy là chúng ta sẽ gì? Tránh à gì? Tha qua haemyeon. Nếu chúng ta xin lỗi thì Tăng rồi자신의 잘못을 인정하고 và gì nữa? 용서를 구할 수 있어요. Và có thể nhận xin xin được sự tha thứ, đúng không? Hua tà đây là xin sự tha thứ, đúng không? Hua tà chúng ta có một nghĩa là tìm tìm kiếm, đúng không? Tìm kiếm sự tha thứ, tức là xin sự tha thứ đó. Còn một cái từ nữa nè, em Từ gì? trong trung cấp cái sự cái gì có chữ he Thông cảm á, và nghe ha tà. được Nhà nghe ha tà này nó là từ thông cảm. Nếu mà thấy chúng ta cũng có thể là nhà nghe của ha tà, tức là xin sự thông cảm. vâng. Nhưng đây là xin sự thông cảm hoặc là xin sự này cũng được. Chúng ta nói là gì? Dùng so na nhà nghe, đúng không? Nhà nghe à nhà nghe đấy của ha Nghe rất đó. là Nghĩa là mình có thể xin sự tha thứ hoặc là xin sự thông cảm, đúng không? Tại một tham nhá, 상대방에게 자신 잘아 잘못 인정하고 용서나 양해를 구할 수 있어. 그리고 사과를 통해서 우리가 뭐가 좋아요? là chúng ta sẽ nói hoặc là thông qua lời nói사과를 통해서 더 나아지는 것을 무엇입니까? 뭐 tức là thông qua cái từ saqua đấy, đúng không? Thì chúng ta có cái gì, chúng ta sẽ nhận được cái gì, có cái gì tốt lên. mối quan hệ ạ. 맞아요. 나 어떻게 말해요? 사과를 그리고 사과를 통해 통해 thì chúng ta làm sao mối quan hệ với người đó sẽ không bị gì nhỉ? Hoặc là có thể duy trì cũng được, nó nói là gì? Có thể duy trì được mối quan hệ với người đó, đúng không? Dù gì phải là gì? Cứ tha ra mê thì nó cứ tha ra mê quan hệ gì, mối quan hệ gì? Quản Khoản kê, chúng ta có từ khoản kê.
Hoặc là nếu mà muốn nói là intan phần ghê đúng không, là mối quan hệ con người đấy, hoặc phần ghê đấy Yeah, yuji chị yuji phần han sui có và gì nữa, có thể duy trì mối quan hệ và gì nữa tốt. tìm ra giải pháp không? Hả? Bộ đọc Ý là phố. có thể tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề đấy. Em cũng Hào không hiểu quá. lắm. Okay. Duy trì mối quan hệ và gì đấy? Được Tìm không? ra. Chú, kiểu nó cũng rõ dạng như là đây cũng là mang một cái dạng như là chúng ta sẽ thể hiện chúng ta đang có trách nhiệm với cái việc mà chúng ta ấy nữa đúng không? Cũng cũng thể hiện ra được cái trách nhiệm về cái lỗi lầm của bản thân đúng không? Và như nào? Chà xin chà xin nè à Là thầy một thầy một chân em em thế à em đi check kim check kim check kim kim à như thầy han check kim chân à check kim check kim mới việc thể hiện nó dùng cái từ gì em show show hơn đúng không biểu 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 hiện à biểu rồi hay suy thì hiện cô đúng không? soil. Vậy thông qua thông thông qua cái xa quan này mình cũng có thể hiện ra được cái trách nhiệm của cái sai lầm của mình với của bản thân mình đúng Trách không? À, nhiệm rồi sao mình làm sao sao nữa, thể hiện ra như vậy thì chúng ta cũng giúp ích được cái gì? Oton oton chuối đó iroke check kim check kim biểu hiện hai miếng uriga tho mô ga tho chuối chính suy đó. em không nghĩ ra được gì. Nó hơi hơi trừu tượng. Tại vì nhá, bình thường đến tầm này thì chúng ta là phải nói ra những cái chủ đề nó mang tính là có suy nghĩ, có logic một xíu đúng không? Chúng ta không thể là cũng là chỉ ăn mặc ở một cách đơn thuần được. Chúng ta phải 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 học, càng học lên cao chúng ta càng phải nói chuyện theo kiểu mang tính tư duy một xíu. Thì ở đây chúng ta tiếng này chúng ta nó cũng rất là đời đời sống thôi, nó cũng không có gì gọi quá là cao siêu cả đó. Thì trả sinh ra sản môn đây thể hạt chỉ mới cho nhân hai sự cố và khử cố và như ở trên kia thầy cũng có cái chủ đề, thầy có giải thích một chút mấy cái chủ đề này đúng không? Sau trong ngày sau phần xong học cô sẽ kim mình thọ kịp kê thì kim đảm nhớ chỗ hơn kiến quả gà nào hơn suy tạc đó, tức là nếu chúng ta cảm thấy có trách nhiệm và thì phần sau đây là suy xét lại đúng không? Thôi có nghĩa là thông qua cái xa qua này tức là chúng ta sẽ phần sau, tức là chúng ta tự ngẫm lại bản thân này và cảm thấy bản thân có trách nhiệm hơn này, thì lúc đấy kết quả nó gì, nó sẽ tốt hơn, có kết quả sẽ tốt hơn đúng không? Nó và thông qua cái thông qua xa qua này thì có cái kết quả một việc nào đó nó cũng tốt hơn đúng không? Chẳng qua Rồi ý đấy, có nghĩa là trong một công việc nào đó thì cái kết quả của nó này trời quá ê qua trời quá cá thì cho chỗ và số a chín chín suy nghĩ lại đúng không? xin Đó cái kết quả của việc nào đó nó cũng trở nên sẽ tốt hơn tốt đó. Cứ đề sau cứ đề sau sao qua hết tê thả ra chiếc thẻ tú lên mùa á à đề sau Paran sao qua hết tê siga đi 다른 사람은 사과할 때는 우리가 어떤 태도를 가져야 돼요? khi xin lỗi người khác phải có thái độ như nào? Ok. bình khẩn ạ. Chân thành. Hả? Bộ đạo Thái bố. độ thành khẩn ạ. Chính trọng hai tả. Chính Chính trọng hai chân tả tức là một cái thái độ rất là gì? Chân thành. chính trong Chính hai trọng theo tôi. chính Ok mà đấy, vậy là em phải nói câu là gì, khi xin lỗi người khác thì chúng ta nên có một cái thái độ chân thành đúng không? Nói là ta ok đơn thân để đơn anh xa sẽ mẹ kế ra mấy cái à thả đơn sân bay xa mẹ hoàn kế để xa qua hai tệ sau quan hân để thế chính tôi trong chính xin trong hân thế trong tôi hạ đấy khả chi đã là mang theo đúng không? kê Khả chi tôi nhé ở theo chỗ tôi là thái độ à thế hả chính trong ăn theo tôi thái độ chỉnh trong hành theo tôi đấy trong à ăn khá theo chi tôi những cái chỗ xử lý
좋습니다. 다치는 게 좋습니다. 마음 그럼 thái độ chúng ta nên mang một thái độ là chân thành, đúng không? Khi xin lỗi người khác, sau mình sẽ tiếp tục, mình sẽ giải thích thêm. Nếu chúng ta có thái độ chân thành như vậy, chúng họ là nếu chúng ta có cái thái độ như vậy, thì chúng ta cũng dễ dàng nhận được sự tha thứ từ đối phương, đúng không? Nói nào, học tất kê mà đấy đó. 그렇게 태도 À, em phải nói là 그런 그냥 태도. 그런 그런 태도 태도를 그런 태도를 가지면 가지면 아, 네. 상대방 아, 상대방 쉽게 나에게 phải phải dùng so trước dùng so를 쉽게 쉽게 한수 있어요. 구할 수 있어요. 구하 em tưởng là đi xin à? Xin thì có nghĩa là gì? Nếu có thái độ như vậy thì mình dễ dàng xin xin được sự tha thứ từ người từ đối phương, đúng không? Nhưng mà ek mà à thế Ừ đúng rồi, xin eke mang ý nghĩa là từ nữa nhá, ngoài từ cho miễn là từ từ ai đó nữa, à được mà chưa? sang xe bằng ek dùng so lên ship Ship kê ke, ông ship ke nhân đọc từ sờ đọc sắc có thể ship ke, ship ke của hai sư mi ta. ship kê của hân sư Ok sinh chưa? người ta Đó. nhưng mà Thì cái chủ đề hôm nay thầy chỉ yêu cầu là gì? 언제 사과는 언제 필요한가? 사과를 통해서 더 나아지는 것은 무엇인가? 사과할 때 바람직 태도는 무엇인가? 이뭐 질문을 세 가지 대답하면은 이 대화는 완성할 수 있습니다. Đó, chỉ cần trả lời ba câu này thôi là hội thoại ta có thể hoàn thành rồi, đúng không? Đó, kramien Baramchik là gì? là một cách đúng Baram đắn, hy thái vọng độ đúng đắn. Cái baram thái độ đúng đắn khi chúng ta xin lỗi là gì? Thì thái độ đây mình đang phải là gì? Chính trong han thê đô, tức là một cái thái độ chân thành, đúng không? Xin lỗi là phải thân chân thành, chứ lại xin lỗi xong và ta xin lỗi mày nhưng mà ta chả có lỗi gì sai to lắm đâu, như thế thì là gì? Đang không chân thành, đúng không? Thế ở em hỏi cái chỗ giới thiệu ấy, từ ran nhé, từ ran này em không biết. Sa qua ran. Chà xin Đâu nghe. cái sa qua ran á, cái đấy nó mang ý nghĩa định nghĩa định nghĩa nhé, tức là cái từ sa qua đây nó đang định định nghĩa Iran, nếu mà bình thường nó hay là Iran cơ. Thì cuối cùng của nó sẽ là phải là một cái danh từ y tả, đúng không? Tức là cái việc này là cái việc này người ta ý là cái việc này có nghĩa là gì gì đấy, đúng không? Nó đang mang ý định nghĩa đây này, nó bảo là gì? Sa qua xin lỗi có nghĩa là cái việc mà mình phải thừa nhận cái lỗi của bản thân rồi đi xin tha thứ từ đối phương, đúng không? Đó. Nó đang định nghĩa về điều đấy. Đó. Vậy thì bây giờ đây chúng ta sẽ nói được, chúng ta trả lời được hết ba câu hỏi này rồi. Thì bây giờ em sẽ phải yên sức heo xèo. 지금 ngân xin này. 사과에 대해서 혼자 얘기해 보세요. 아, 안녕하세요. 오늘은 사과에 대해 해보겠습니다. 얘기하겠습니다. 서버 đầu thì sau mình mình có thể đặt theo câu là 여러분 사과는 언제 필요합니까? tự tự hỏi câu đấy được, Hãy 필요합니까? subscribe Mọi người thì xin lỗi khi nào, các bạn thấy là khi nào cần nó 사과는 언제 필요, hoặc là mình chọn 필요하다고 생각합니까? Các bạn nghĩ là khi nào thì cần phải xin lỗi, đúng không? Đó, sau mình tự trả lời luôn, đúng không?생각에는 여러분 사과는 언제 필요하다고 생각합니까? 제 생각에는 자신이 잘못한 뒤 다른 사람에게 사과해야 돼요. 해야 돼요. 해야 합니다. 해야 동감입니다. 합니다. 해야 합니다. 해야 합니다. 사과하면 상대방에게 자신의 잘못은 인정하고 용서나 양해를 구할 수 있어요. 고맙습니다. 그리고 그리고 사과를 통해 그 사람의 인간관계를 유지할 수 있고 자신의 잘못에 대한 책임을 표현할 수 있고 표현
표현 할수 있고 할수 표현 표현 표 표현 아, 표현 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 할수 있고 표현 할수 있고 어떤 일의 어떤 일의 결과가 어떤 일의 경과가 좋아질 수 있습니다. 다른 사람에게 사과한데 진정한 태도를 Được. Đây là câu chốt nên được thường em hay nói là ta ra sao vì vậy đúng không? À, vì Tara vậy nên sao? khi xin lỗi người khác chúng ta nên cần có một cái thì xin lỗi một cách Đúng chân rồi. thành đúng không? Ta ra sao 다른 사람에게 사과할 때 진정한 태도를 가지는 게 좋습니다. 나 다시 따라서 다른 사람에게 사과한데 진정한 태도를 가지는 게 좋습니다. 그런 태도를 가지면 상대방에게 용서를 쉽게 구할 수 있습니다. 오늘 사과에 대해 이야기를 여기까지 마치겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. 잘했습니다. 안녕하세요. 전혜인간이라고 합니다. 오늘 제가 사과에 대해서 이야기하겠습니다. 혹시 여러분 사과는 언제 필요하다고 생각합니까? 제 생각에는 자신의 잘못할 때 다른 사람에게 사과해야 합니다. 사과하면 상대방에게 자신 잘못을 인정하고 용서나 양해를 구할 수 있습니다. 그리고 사과를 통해 그 사람의 인간 관계를 유지할 수 있고 자신의 잘못에 대한 책임을 표현할 수 있고 어떤 일의 결과가 좋아질 수 있습니다. 따라서 우리는 다른 사람에게 사과할 때 진정한 태도를 가지는 게 좋습니다. 그런 태도를 가지면 상대방에게 용서나 양해를 쉽게 구할 수 있습니다. 네. 오늘 사과에 대해서 여기는 여기까지 마치겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. 혹시 여러분 궁금한 거 있나요? 물어보면 제가 대답해 드릴게요. 그런 말을 하면 더 좋아. 사무도지, 혹시 여러분, 아, 여러분, 여러분, 혹시 궁금, 한거 있나요? 그날 후배 먹을 거기 그리 어머, 너뭐 탁막 하면 뭐 궁금한 거 있나요? 그냥 어떤 물어보세요. 질문 그냥 하고 물어보세요. 있나요? 그냥 질문해주세요. 대답해 드릴게요. 대답해드릴게요. 선배 뭐 그지 탐막함 그 하이디 또 이제 잘 나죠 뭐 여러분 혹시 궁금한 거 있나요? 그냥 물어보세요. 제가 대답해 드릴게요. 오케이. 궁금한 오케이 됐어요. 그럼 이 내용도 다시 정리해 가지고 동영상을 찍어 주세요. 알겠습니까? 어제 숙제 했어요? 아직도 안 했어요. 아직 안 했어요. 왜? 너무 바빠요? 요즘에는 영어 시험은 준비하니까 영어 아니고 영어. 영어 영어 시험 준비 했기 때문에 준비해서 괜찮아요. 준비해서 시간이 없어요. 시간이 없어요. 알겠습니다. 그러면은 오늘 수업 후에 일주일 있으니까 일주일 동안 숙제를 준비해가지고 다음 주 말에 다음 주까지 숙제를 내주세요. 네,
자, 지금 알겠습니다. 그러면은 지금 배한 동역을 연습하겠습니다. 베트남어를 잘 들어보세요. 셉의 hôm nay chị trưởng phòng kế toán không đi làm nên các chứng từ cần thanh toán không ai duyệt cho ạ. Senim, Huế quá trang nhìn lên Huế출근 안 해서 출근 안 해서 출근 안 해서 근근 안 해서 견제 비서네 서류 견제 서류가 không ai được cho thì máy như này không có người duyệt chứng thì không có ai duyệt thì chứng từ thanh toán cho thì là không vì người cần chơi là sơ rô xưng xưng in he chul saram em sẽ định ngữ tương sa lai lên sa xưng in he chul saram tức là duyệt sa cho đúng không xưng in he chul saram mi opseyo sa này saturnim owner회계 thường là회계 trang nhá회계 trang đúng không owner 회계 장이 출근 안 해서 결제 서류 승인해 준 사람이 없어요. 승인 해준 사람이 없어요. 선생님, 오늘 회계장 준비 안 출근 안 해서 출근 안 해서 해서 준비 안 해서 승인 견제 서류 승인한 준 사람이 없어요. 해줄 사람 없어요. 그런 사람 없어요. 넣어 tiếp này. Câu tiếp theo nữa này. Mà bây giờ nhà cung cấp cứ liên tục gọi điện giục thanh toán. Em không biết phải làm như thế nào bây giờ ạ.하지만 nhà cung cấp là gì? Nhà cung cấp là cái object. Chúng ta dùng từ object. Chica Em nói là object, bây giờ nếu nói cái câu là gì nhà cung cấp cứ liên tục gọi điện giục thanh toán thì em sẽ nói là gì cái liên lạc hoặc là điện thoại của nhà cung cấp cứ liên tục đến rồi thì đòi thanh toán giục thanh toán nói như nào liên tục liên tục ra rồi kế sốc đây cái số của bạn cái số Object 대화를 계속 나왔고 dùng dùng cái cấu trúc là động từ ao thần là vô ha tà tức là yêu cầu đòi dục đúng không thì chúng ta nói là gì ọc chế và chế tròn hoa đáp Naga kế sốc계속 hòa thọ chúng ta kế sốc hòa thọ왔어 계속 왔어 đòi thanh toán làm gì trời chế he thần là vô không trả lời cô heo he trả à he thần là vô yo là được he thần là vô yo À, chúng hết ta trả có thể lời nói tắt bỏ hai tà đi dồ và được hết thật là của yo trả lời cô em không biết phải làm như nào cả vì em không biết bây giờ em không biết phải làm nào chỉ cứ thì Ở tâm chứ ok không ok heya hanenji mulayo heya chúng ta có cấu trúc là heya hanenji mulayo không biết phải làm như nào cứ Chị 지금 어떻게 해야 하는지 몰라요. 어떻게 해야 하는지 몰라요. Rồi, bây giờ đã nói lại luôn cả câu nhé. Nói lại luôn từ đầu đến cuối nhé. Sếp ơi, hôm nay chị trưởng phòng kế toán không đi làm nên là các chứng từ cần thanh toán không ai duyệt cho ạ. 사장님, 오늘 회계 사장님 승인 안 해서 출근 안 해서 견제 서류 승인해 준 사람 없어요. 너 놀이 하지만 지금
억제 전화가 계속 왔고 와서 쭉 와서 와서 견제 해달라고 해달라고 결제해달라고요. 견제해달라고요. 내부들 말 남사. 지금 어떻게 하는지 모르겠습니다. 어떻게 해야 하는지 어떻게 어떻게 해야 하는지 몰라요. 어떻게 해야 하는지 몰라요. 오케이. tiếp này. Ý em là trưởng phòng kế toán duyệt chứng từ thanh toán xong rồi ra ngân hàng chuyển tiền là được á? Nếu vậy để anh gọi trưởng phòng kế toán đến đây ký là được đúng không? Ý em là đó cứ kêu là ý em là đúng không? Ý em là trưởng phòng kế toán duyệt chứng từ thanh toán xong rồi mới ra ngân hàng chuyển tiền được á? Đó thì nào nói cái câu ý em là mình đứng cuối câu là được. Còn bây giờ mình chỉ cần nói cái đoạn là gì, trưởng phòng kế toán duyệt chứng từ xong rồi mới ra ngân hàng chuyển tiền được á, đúng không?회계장 견제 서류는 승인하 Tương in승인하 ha cô là하고 sao나서 à,승인하고 xong rồi ra나서 ngân hàng rồi ra ngân hàng chuyển tiền em quên mất từ ngân hàng ấn ấn hang hàng ấn hang tên mình không quên ấn hàng ấn ấn hàng hang ấn e hàng khá so ấn hang e khá so đi ra ngân hàng ấn ấn hang chuyển tiền hàng chúng ta dùng ấn xung cơm dùng xung cơm ấy xung cơm bên là từ gửi tiền là từ mang tính chuyên chuyên môn là tiền xung cơm ba tại ấn hang e khá so xung cơm tôn à hai hai miên à hai hai miên miên thuyền thuyền thảo khối ốc tức là thuyền cái từ thuyền đào cối ốc tức là nó đang 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 nhắc lại là ý của mày là đúng không, ý của mày nói rằng là gì, kế toán chuyển tiền à, duyệt trưởng phòng kế toán duyệt xong rồi đi ra ngân hàng chuyển tiền là được chứ đúng không à, đấy xong cơm hai miên thuyền đào cối ốc đó. là chữ tuệ thêm thêm gì à đấy Chúng ta có cấu trúc là động từ ư miên thì ta làm cái này là được thôi ấy, đúng không, bảo tuệ nhưng mà tuệ thôi đúng không đấy không thuyền đào cối ốc thuyền đào cối ốc à, đúng không. thêm chữ L là đã Không, cái này nó là gián tiếp thì nó vẫn phải cho chữ chữ nên hoặc là niền chữ niền thảo vô ha tá chứ đúng không? Nó có phạt chim thì nên còn không phạt chim thì cho niền xuống đúng không? nên đào Đó ở huê kê trắng nghỉ chuẩn chế sơ đồ sinh ha cô nào đó ẩn hành nghe khá rõ không cơm hai miên thuyền đào với ó nếu vậy để anh gọi cho trưởng phòng kế toán đến ký là được đúng không. 그러면 회계장 내가 전화 tôi sẽ gọi điện cho trưởng내가 phòng kế toán내가 회계장 회계 내게 전화 하고 연락해서 전화해서 연락해서 đến bảo đến người đến đến sai in aro o là cô đúng không hai mươi thế cho là cô ha면 để cho되요 à đi này되죠 à 되죠 그러면 내가 그러면 나 회계장에게 아 나에게 그러면 내가 회계장에게 연락해서 연락해서 사인 오라고 tức là sai mình thường ta hay có cái đầy đủ là사인 하러 오다 là đến để ký đúng không, thế nhưng mình chỉ cần nói là gì사인 오라고 à, chúng ta vì tại vì mình có cái cấu trúc là ư ư đà cô ha tà nên là gì nói rằng là hãy đến đây đúng không, thì tức là nó là cái câu gián tiếp của cái, của mệnh lệnh đúng không, đó thì thầy dùng là ô đào cô hai miên dẻo lại kết hợp với cấu trúc ư miên tuê tà nữa chỉ cần nói nó đến đây ký là được đúng không, đúng không? Đấy, thì cả câu là như thế và sai in ô đào cô hai miên thế cho đấy ta bảo nó là đến đây ký là được đúng không, đó là được đúng không, hình dung ra chưa. 그러면 내가 회장 회계장에게 연락해서 사인 오라고 하면 되지. 또 오케이. 나 lại cả câu nhé.
Ý em là ý ý của em ý của mày là trưởng phòng kế toán đến đây duyệt chứng từ xong rồi mới ra ngân hàng chuyển tiền được đúng không? Nếu vậy để anh gọi điện cho trưởng phòng kế toán đến ký là được chứ đúng không? Huy trên trang à, bên Với cái Huy sao? Huy Huy dạ Huy cái trang Với cái tăng ý cái trang lắp. Huy trang nghỉ kỳ lạc hệ do Yoki Nhớ là hiện sao? lạc hệ do Ở, ở Yoki đâu đến cái đoạn kia? Cái câu đầu nói xong chưa? chưa em quên mất là nói Câu cái đầu câu đầu là ý của em là trưởng phòng kế toán duyệt chứng từ thanh toán rằng xong rồi đi ra ngân hàng chuyển tiền thì là được đúng không? Thì là gì phê kê trắng ý trang huy có chơi kéo trang đến chê sao ru huy chơi studio sinh niên học cô nào so rồi tiếp rồi sau ứng đi ra ngân hàng nhé tình đang nghe khá công xó lại công hà ra cô hà ra cô tình đang nghe khá xó sau rồi bắt đầu gì nữa không mà sung sung cơm mà không sung cơm cơm hả sung không cơm cơm hai miên thuyền đào quế ó sung à cơm hai không miên cơm thuyền ham đào yon quế ó tiền đạo yếu nếu vậy cứ làm nhá nếu vậy thì để cơm yon nè có để thì anh liên lạc ca cho trưởng phòng và nè vì có cái trang ở y bên kê kia sang chọn là hệ để cái so để lại là xó sign in o ô đào cô cố sign o đọc cô hai miên thể thể ham chỗ yon từ trước rồi hai miên thể chỗ để chỉ bảo nó đến đây là được không đến đây ký là được rồi tiếp này sếp à em mới nhận được thông báo từ bên từ văn phòng thuế trong đó có ghi là thuế VAT từ tháng sau giảm xuống còn 5% chứ không phải 10% như hiện tại nữa đấy nào Xem nên xem mua so để đó xem mua so ở so xem mua so ở so thông thông báo báo là công bố thế công bố bắt tạt bắt bà tạt tắt lên đây mình dùng bà sờ tắt lên bắt đây đi tại vì mình sẽ thì đưa ra bối cảnh là nhận được cái này đúng không thông báo bà tắt lên đây trong đó có ghi là thuế VAT từ từ tháng sau giảm xuống từ còn trung 5% chứ không phải 10% giống như hiện tại nữa người nên tám 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 phú thọ đó phú thọ thì là chị đã tăng lại quên mất đầu tiên là không phải 10% như hiện tại nữa phải nói không phải 10% như hiện tại nữa nói nào còn hiện xe thì đây hiện xe ship pro pro처럼 đi ra không phải là hiện xe phải hiện xe cho đó ship pro à nhỉ cô tiếp rồi ăn như cô ý là không phải là 10% giống như hiện tại tham tài nhìn vũ che tho cho rồng tham tan vũ tho hiện che cho đóm ship pro à cho nhiều rồng cố mà nó giảm xuống còn 10 phần à 5 phần cô trăm ô pro rô kỳ ca chu chu giảm giảm là gì quên mất rồi chúng ta dùng là từ né đi tà đi né đi ăn nè đi tỏ nè đi nó tăng lại chu chu né đi ca tà né gì nên né đất tà nè phổi đi nhỉ né đất tà phổi có nghĩa là gì xem nào xem mua soi thì sao thông bố bà ta nhìn đây thảm tan bù to hiện che chó đó ship pro à như bố nhưng mà còn cái gì năm phần trăm còn cái VAT cái chủ ngữ chính của nó là VAT thì mình sẽ phải là gì VAT đúng không VAT này VAT hoặc là gì VAT hoặc là à phụ ta VAT này đúng không cái VAT chính là thuế giá trị gia tăng nó thuế giá trị gia tăng là VAT thì nó phải đưa lên đỉnh đầu ở xe mua rồi sao thông báo báo tăng lên phù ca xe nên tại sao mình mới đưa lên thuế VAT này thì tham đan vụ đó nên che thỏ đom ship đô à như cố ô phù đô nè đẹp tạo của ấy thì nó nói rằng là không phải là 10% như hiện tại mà là vì giảm xuống còn 5% rồi hình dung ra câu đấy chưa nào nói lại là giám đốc ơi em nhận được thông báo từ văn phòng thuế trong đó có họ còn nói là trong đó họ còn nói là
VAT Đúng từ tháng sau không phải 10% hiện tại mà là giảm xuống còn 5%. Sa장님, Samuso iso 공부를 받는데 다음 수 부부계 부부부석 부부세냐 되냐 돼야 돼요. 부가세, 부가세. 부가세는 다음 단부터 현재처럼 10% 아니고 50 5% 내렸다고 내렸다고 했어요. 내렸다고요. 아 그러니까 không em cho từ thám tan, cho từ thám tan lên cái chỗ đằng trước ô ô pro nó sẽ hay hơn này. Phụ ca sĩ bên hiện che cho đom xịt đồ ảnh như cố thám tan vừa đó ô pro này đi đào với ô à đấy. Nó nói bảo từ đằng sau là nó sẽ giảm xuống còn nào có 5% đúng không? Nó như thế Tức hay là hơn. Neri Này thế 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 nhá, nó bảo là lúc đấy mình cho thám tan ở ngay đằng trước đầu tiên đúng không, thì bây giờ mình chỉ cần là phù ga xê nên này, sau rồi yên che cho đom xịt phù đoàn như cô à, tức là thuế giá trị gia tăng nó không phải là 10% hiện tại nữa mà vì thám tan phù tho ô phù đô nên đào rồi à, và mà từ tháng sau nó giảm xuống 5% còn vâng. Thầy viết hộ em nhé, xong rồi em học. có thầy viết hết rồi. Nào tiếp từ nữa đây, vậy à, vậy thì em soạn lấy một cái mail thông báo cụ thể xong rồi gửi cho các bộ phận liên quan biết về cái vấn đề này nhé. Cứ đéo. Kureo. 그럼 구체적인 이메일은 작성하고 다른 관련 부서에게 공보하세요. 부재 sẵn một cái mem với cụ thể đúng không? Buzé đọc kín구체적인 email이메일은 작성하고 작성 하고 rồi gửi cho các bộ phận liên quan. 다른 관련 부서에게 보내주세요. Vậy em vẫn phải nhắc thì cái vấn đề ở đây nó là gì? À, mình sẽ đưa là y hạng mục y hạng mục Thì ấy để còn ấy hoặc là y hạng mục tức là cái hạng mục này đúng không, em sẵn một cái mail cụ thể y hạng mục cơ cụ dây sọc kinh y mi rất sọc vào gỗ rồi gửi cho các bộ phận liên quan là về bài nhân phụ so ê đúng không, bồ nê thế đó thế sinh là được. Boneseo, vâng. À, cứ để Hãy ý hạng mục cơ cụ dây sọc kinh y mi rất sọc vào gỗ bài nhân phụ so ê bồ nê thế đó nè thả xin. 그래요. 이 항목은 Ừ.구체적인 이메일은 nào mẹ đang học bài không mình nữa bài sang 14 đi. 구체적인 이메일은 작성하고 관련 부서에게 보내주세요. Ok, 보내주세요. 네. 아, đây là tài liệu sử dụng cho cuộc họp ngày mai. Em đã chuẩn bị xong rồi, sếp kiểm tra giúp em xem có vấn đề gì không ạ. Nếu có gì không ổn thì sếp bảo em để em sửa luôn ạ. Anh như nào? Nếu như huê sử dụng Hello. hàng Hello. Em biết là tài ý kê, à, ý kê là cái này đúng không? liệu Ý kê, giấy với ý ấy. Hay ông hay trả đồ ý không? À, em đã chuẩn... Đây là tài liệu của ngày mai họp. Em đã chuẩn bị xong rồi đúng không? chuẩn bị hết rồi. Hoặc là em
Ví dụ làm liêu hay sở? em sẽ nói luôn là em sẽ nói hoặc là em sẽ kéo cái gì nhỉ? Kéo cái vấn đề là tài liệu mà sẽ được sử dụng cho cuộc họp ngày mai đúng không? Đúng Sau rồi. vì em đã chuẩn bị hết xong rồi, thế mình sẽ nói kiểu như thế. Thì Make you à, hay 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 yeah. Sayum hay hantaro. thà đồ Sao? nên dùng nên 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 để nhấn nên mạnh thà đồ nên 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 chế ca thá nên chuẩn bị chuẩn bị hết giải sao đó hết chế ca thá chuẩn bị hết giải đó sau rồi gì sếp kiểm tra giúp em có vấn đề gì không ạ? muốn chơi in of nên chi hoặc kinh hệ Rất sẽ nói gì muốn chơi cá thì nên chỉ ăn bon hoặc kinh hệ thứ chi 세요. hẹn à 문제가 있는지 à, 한번 확인해 주세요. À, nếu có gì không ổn thì sếp bảo em luôn để em sửa. 문제 있으면 아 À,네, 바로 저한테 바로 저한테 알려주고 제가 문제가 있으면 알려주시고, 제가 그리고 바로 제가 바로 그 정리해 수정도 수정 그 수정 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 바로 사정 바로 수정 수정할게요. 할게요 정도요. 바로 수정할게요. 문제가 있으면 알려주시고, 제가 바로 수정할게요. 문제가 있으면 바로 저한테 chúng ta không cần thê đâu, chỉ알려주고 cần là gì알려주시고 là được rồi. Mấy cái dườm dài đây제가 nữa đi.바로 제가 바로 quên rồi. 수정 hai tài là수정 sửa đấy,할게요. sửa những tài수정 liệu các thứ rồi suy cho hai tài.할게요. 너무 많아. 너무 Suy hai kiểu할게요. cái này máy tính của em cũ lắm rồi, bây giờ tốc độ của nó rất là chậm, em không làm được việc đâu, sếp duyệt cho em mua cái máy tính mới đi. Chị computer Thì có em không được nói là vấn chế không vô tho, mà em nói là cái máy tính mà tôi đang dùng ấy đúng không, chế cá đề. xí Sử ta dùng dụng hao phí nên hao hay phí nên không vô tho không vô tho nên sử rồi nó mua ổ đây ore tuyệt có tình nhớ tuyệt có tình nhớ em dùng mang tính thông báo đấy nó ore mua ổ đây tempo tuyệt có tình tempo nhớ nó quá là ore lâu rồi tempo đấy con thì ore kiểu mang tempo tính thông báo cho sếp máy tính em quá lâu rồi đấy sau bắt đầu tìm nó tốc độ của nó quá là chậm rất là chậm tốc độ no chậm nên lại quên đưa đi ta đưa đó sao hiểu sao mẹ em không làm được việc. yurin yurin ăn ăn heo Ý định một thế, ý định một thế, ý định ăn heo, tức là nó vẫn làm được nhưng em không thèm ý định một heo làm. Ừ, đó, xúc tô nó một từ đó do ý không định một sao thế, ý định một ý định một thế. heo Tiếp duyệt xem mua cái máy tính mới đi.새로운 컴퓨터 무슨 승 Xe승인 phong phú thọ này. Xe새 phong컴퓨터 phú thọ phú mê봄에 승인.승인 해주세요. Xe phong phú thọ phú mê xin nhìn cho chị hiểu duyệt duyệt cho em duyệt cho cái việc mà mua máy tính mới đi đúng không? Xe không phú thọ phú mê xin nhìn hết chú Không xèo mẹ là việc mua xe không được cố mẹ xin hãy này này đọc lại cả câu cho này. 제가 사용하고 있는 컴퓨터는 너무 오래됐거든요. 지금 속도 너무 느려서 일을 못해. 새 컴퓨터 구매 승인해 주세요. 제가 사용하고 있는 컴퓨터를 너무 오래됐거든요. 속도가 너무 느려서 일은 못해요. 새 컴퓨터 구매 승인해 주세요. 어, 오케이 잘했어요.
đó. Rồi, hôm nay học đến đây, 오늘 여기까지 마치겠습니다. 숙제를 동영상을 꼭 찍어주세요. À, thế ơi, em đang ổn nên em xin phép chịu cái video thôi, xong rồi từ ngày 7 tháng 4 thì em sẽ bắt đầu là ghi cả video lẫn cái bài tập 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 nói hàng trên lớp vậy. Thì bây giờ thầy yêu cầu là cái phần này thì mình sẽ phải quay vừa cả tiếng Việt cả tiếng Hàn cho thầy, giống như hôm qua thầy show cho em thôi nhỉ. Rồi ạ. Rồi. Thì đấy, thì mình sẽ đọc một câu tiếng Việt và đọc một câu tiếng Hàn lên. Tiếng Việt thì có thể nhìn xuống giấy, nhưng mà tiếng Việt nhìn xuống giấy, nhưng tiếng Hàn thì phải nhìn thẳng màn hình rồi tự nghĩ tự nói ra, được chưa? Tâm nhật ta Thì đến đến ngày bao nhiêu thì em thi tiếng Anh xong? tháng 4 em thi Hả? mùng 6 tháng 4 ạ, em thi Mùng 6 tháng 4 thì thế nào? tháng 7 2 tuần nữa. Tận 2 tuần nữa cơ hả? Nhưng mà Thế lại em định dồn dồn làm bài tập một lúc à? không, em sẽ vẫn cố làm mấy, nhưng mà em định là cái bài ấy thì em sẽ cái bài mà đi từng câu ấy thì em thì cho em nợ, cái nào em Cho làm được nợ. em sẽ làm, xong rồi sau hôm đấy thì em sẽ nộp bù được không? Rồi ok, cứ sắp xếp làm nào luyện tập được càng nhiều càng tốt. Chứ không luyện tập thì nó lại sẽ không có tác dụng gì nhá. Vâng ạ. Thực ra thì Rồi. em vẫn có tự luyện cái phần nói đấy, nhưng mà em không ghi âm lại thôi. Em Rồi nghĩ thế ok. mới quan trọng. Nhưng mà quan trọng phải luyện luyện để tí lưu là giỏi, đơn lưu là mà thấy thấy bon bon mồm ghi lại thì nó mới gọi là thành công. Ok, 그럼 오늘 여기까지 마치겠습니다. 수고했습니다.